Hôm nay là một đêm Giáng sinh và chắc chắn là nhiều người trong chúng ta đang nghĩ về việc là thời tiết sẽ như thế nào đây, có thuận lợi cho việc bước chân ra khỏi nhà hay không. Chị Thúy Vi, biên tập viên thời tiết Thúy Vi sẽ cập nhật thêm với chúng ta. Xin mời chị. Vâng, anh Sơn Lâm, ở miền Bắc ngày hôm nay thì thời tiết khá là thuận lợi bởi vì là trời tạnh ráo. Còn ở miền Nam thì đối với những ai mà đi ra đường chơi sớm vào chiều tối nay thì có thể là sẽ gặp những cơn mưa dông. Và nếu như quý vị quan sát ở trên ảnh radar thì cũng có thể thấy được là khá là nhiều nơi ở miền đông của thành phố của miền Nam thì sẽ có mưa. Và đặc biệt trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh mưa khá là to ở các khu vực như là Củ Chi, Hóc Môn hay là quận 12. Và khả năng là phải sau 22 giờ thì dự báo là mưa mới dứt ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tới thời điểm đón Giáng sinh thì trời sẽ tạnh ráo, gió thổi đều đặn và nhiệt độ hạ xuống là 24 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, thời tiết đêm Giáng sinh năm nay cũng khá là đẹp, khô ráo và rét vừa phải với mức nhiệt khoảng là 17 độ. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những tin tức khác của Chuyển động 24 giờ cùng với anh Sơn Lâm.